Xin chào quý vị và các bạn, tôi tên là Josh, tôi đến từ Mỹ. Năm nay Josh, bao nhiêu tuổi ta? Hình như là theo Việt Nam mà 28 hay gì đó, nhưng mà thật sự là 26. Nhưng mà sinh năm 85, tóm lại là sinh năm 85. Josh thì qua Việt Nam khoảng một năm mấy tháng rồi, cũng hơi lâu. Cho nên cũng có rất là nhiều cơ hội học tiếng Việt với những người bạn xung quanh. Con người Việt Nam rất là vui tính và con người Việt Nam rất là cởi mở và vui vẻ với mình và rất là hiếu khách. Mình cảm thấy rất may mắn được đến Việt Nam và chúc rất nhiều thành công cho Việt Nam đất nước tôi yêu. Sống ở Việt Nam đã lâu, Josh được biết phong tục thờ cúng ông bà, tổ tiên và thần Phật từ lâu đã là một nét văn hóa của người Việt để cầu xin sự bình yên và suôn sẻ trong cuộc sống. Vào những dịp đặc biệt, Josh cũng thường đi chùa để cầu an, cầu phúc cho người thân và bạn bè. Quý vị và các bạn, Josh thấy ở Việt Nam mọi người rất là coi trọng việc thờ cúng ông bà. Thế mà ở đoạn đường này thì Josh thấy rất là nhiều công ty bán lưu đồng mà Josh rất là thích thú về điều đó. Cho nên Josh sẽ vô tiệm hỏi thăm và có thể Josh sẽ mua một bộ tặng cho bạn. Để coi. Mà tại sao bạn để 4 ly mà? Để người ta không lấy nó đi. Josh vừa nghe bạn bán hàng nói xong về một cái nơi ở gần đây, một nơi sản xuất những chiếc lưu đồng. Josh rất là thích thú và Josh muốn đi khám phá để xem cái quá trình mà làm ra những cái bộ phận và từng công đoạn đó xem sao. Các bạn có muốn đi chung với Josh không? Hôm nay mình sẽ đi luôn nhé. Em tên là Josh. May quá. Josh vừa tới nơi thì gặp được anh Kiển, chủ cơ sở sản xuất lưu đồng có tiếng ở xóm Gò Vấp này. Anh Kiển cho Josh biết làm lưu đồng có rất nhiều công đoạn, có thể chia làm 3 phần chính: tạo khuôn, đổ đồng và làm nguội. Thú vị quá. Đây là cái bước đầu tiên anh nói. Bước đầu tiên tạo ra một bộ lư, muốn hình dáng tròn là vuông, lớn nhỏ là mình làm đây. Tạo cái hình dáng đó. Dạ em hiểu rồi, nhưng mà tại sao lại có hai cái loại đất? Lớp đất thứ nhất là lớp đất mịn để tạo cho cái khuôn mình nó láng. Dạ. Đó, sau này là mình đúc ra nó láng. Còn lớp đất thứ hai là tạo cho nó chắc cứng. Rồi. Nếu mà không có lớp đất chấu đó là cái khuôn mình nó vỡ. Ok. Không có lực. Đất mua về từ dạng thô sẽ được chế biến qua các công đoạn xay nhuyễn, trộn với tro trấu và rây mịn. Trộn đất cũng cần phải quen tay thì mới biết được đã đạt độ dẻo mong muốn chưa. Nếu không có kinh nghiệm đất nhào chưa tới thì khi đắp sẽ bị bể và không kết dính với nhau. Đất sau khi trộn kỹ sẽ nặn lớp khuôn đầu tiên. Ngay từ cái bước đầu tiên nó đã phức tạp rồi. Bây giờ thì chắc Josh phải học thêm nhiều. Lớp khuôn được mang đi phơi và mài dũa lại, rồi được mang đi ám sáp. Sáp ở đây chính là đèn cầy, được nấu cho chảy ra, cán mỏng rồi cắt thành từng miếng nhỏ. Công đoạn ám sáp nghĩa là dùng những tấm sáp nhỏ nhỏ này bịt kín hết phần bộ cốt của lư. Đây là công đoạn quan trọng trong việc tạo dáng cho bộ lư. Muốn thành lư dày mỏng có hoa văn như thế nào đều phụ thuộc vào đôi tay khéo léo của người thợ trong giai đoạn này. Quý vị và các bạn có thấy không? Đây thì mới chỉ làm có mấy phút trời mà nó rất là đẹp, nó đã chi tiết rồi. Bây giờ thì Josh đang rất là tò mò muốn biết những cái mà nó là hàng đạt á, nó đẹp như thế nào, chắc chắn là rất là đẹp. Em gửi. Hay. Các bộ phận của lư như thân, đế, chân sẽ được gắn dính vào nhau tạo thành dáng lư hoàn chỉnh. Josh thấy công việc thú vị quá nên quyết định xin được trổ tài lắp ráp 4 chiếc chân của lư đồng vào nè. Bây giờ anh lấy cái chân đó, lấy cái chân ở dưới kìa. Dạ. Gắn vô. Ok, nhưng mà bảo đảm là không làm sai nhé. Căng thẳng quá, dán cho đúng vị trí, không thì lư bị lệch mất thôi. Rồi.
Quý vị và các bạn có thấy không? Josh mới học được nhưng mà đã trở thành một sư phụ rồi. Giỡn thôi. Nãy giờ bạn Quý rất chăm chỉ chỉ cho mình. Cái này cũng hơi khó một chút, nhưng mà chỉ có cái khó là mình sợ mình sẽ làm sai thôi. Quý, bây giờ mình đã làm xong rồi. Mình phải cầm thẳng lên đúng không? Rồi. Thẳng tại vì không muốn đạp mấy cái chân tay của nó. Để xuống. Hay quá. Rồi. Thấy xuất sắc chưa? Bên ngoài lớp sáp mịn màng này sẽ được phủ thêm một lớp khuôn đất chịu lực. Như vậy là hoàn tất phần làm khuôn rồi đó. Đã nhào cho nó mềm lại. Rồi mới bắt đầu màng dơm vậy. Cháu có thể thử làm không? Để lên đây. Được không? Được. Okay. Để lên. Để. Con vô đây. Chạy vô, chạy cho dính vô. Chút xíu mà. Thì đó. Chỉ cho nó liền vô. Quý vị và các bạn có thấy Josh làm giỏi không? Thật sự cái này rất là phức tạp hơn Josh tưởng. Quý vị và các bạn có biết tay của Josh trông ra sao không? Làm tiếp thôi. Phải làm cho xong. Sau khi đắp lớp đất ngoài cùng, khuôn sẽ được để cho ráo đợi ngày nung. Quá trình nung sẽ vừa làm chảy sáp vừa làm chín khuôn. Sau khi tiêu sáp thì nung thêm 2 giờ nữa, khuôn sẽ chín và chuyển sang màu đỏ như thế này nè. Nung khuôn và nấu chảy đồng được làm cùng lúc trong vòng 3 tiếng đồng hồ, sau đó tiến hành đúc đồng. Khâu đổ đồng đòi hỏi người thợ phải có kinh nghiệm. Đồng đổ vào khuôn sau 3 giờ sẽ đặt lại và nguội đi là đã có thể mang sang khâu cuối cùng là làm nguội. Đi vô đây. Wow. Hello. Nhiều sản phẩm quá ha. Sau khi đúc xong là đập đất hết, trời ơi, đẹp rồi, đục hết. Đầu tiên là phải đập hết lớp đất bên ngoài ra thì sẽ để lộ phần đồng bên trong. Đó mới là lớp áo cần được túc lại cho bóng đẹp trước khi mang đi phân phối đó các bạn. Cái này là nó vẫn chưa đạp cái đất ra, có cái lớp ở trong cũng như ở dưới. Nhưng mà làm xong thì chú thấy là vẫn còn phải gõ cái này ra đúng không? Cưa ra. Dạ, cái này cưa ra ha. Sau khi đục xong là mài xong ra chạm chỗ những gì khắc. Thêm một công đoạn làm đẹp cho chiếc áo lư đó là chạm khắc hoa văn rồng phượng. Quý vị và các bạn, Josh mới xem xong cái quá trình làm lưu đồng. Mà cái phần cuối cùng trong tất cả các công đoạn là đánh bóng cho nó. Josh thấy khi mà đã đánh bóng xong nó rất là đẹp. Nhưng mà thật sự là cái quá trình nó dài lắm, nó không chỉ là cái phần cuối cùng mà đánh bóng thôi. Cái đó chỉ là cái phần làm nó đẹp. Mà cái quá trình nó có thể kéo dài hơn một tháng trời. Mà khi mà đã làm xong tất cả từng đoạn phức tạp như vậy thì sẽ có một kết quả đẹp như thế này. Josh rất là thích, chắc là phải lấy đi. Đem về. Trải qua một ngày tham quan và làm việc cùng những người thợ ở đây, được trò chuyện và chia sẻ với anh Quốc Kiển, Josh mới biết nghề truyền thống này đã được lưu truyền qua 4 đời và hầu hết những người thợ ở đây đều là anh em trong nhà. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ khéo léo để mỗi sản phẩm tạo ra được tin dùng không chỉ bởi chất liệu bền chắc, sắc màu trang trọng mà còn do tính tinh tế trong từng kiểu dáng mà chỉ có bí quyết và kinh nghiệm riêng trong nghề mới biết được. Chị ơi, chị có làm nghề này lâu chưa? Dài lắm đây. Rồi. Dài, học cho bếp này. Bắt nhau cho nó mềm lại. Rồi mới bắt đầu bằng dơm vậy. Cháu có thể thử làm không? Được không? Được. Ok. Để không? Ông vô đây. Chạy cho dính vô. Chút xíu mà. Thì đó.